Mến chào cô chú anh chị và các bạn đến kênh Minh Trân Miền Tây Học Hỏi Sáng Tạo nha. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ cô chú anh chị và các bạn. Đó, thì đây giờ có hai cái cột tròn nè. Đó, hai cái cột tròn này là cái nhà này mình ổng gầy mình đang làm nè. Thì hai cái cột tròn này là nó lúc trước là sân bê, đắp những cái chỉ con bọ đồ này kia lằng nhằng, nên ông chủ nhà ổng kêu mình đục cái hết. Thì để cột này mình không dán gạch mà để mình sơn lại cái nhà. Thì sơn lại thì mình chỉ có cách là sơn cẩm thạch, là ở ngoài trời này nó mới có bền mà đẹp hơn nha. Thì sơn bê thì thời gian thì nó sẽ không chịu nổi. Thì hôm nay mình cũng mới học thôi, thì cái này mình chỉ học với những anh em trên YouTube mà để mình làm ở trong nhà ông chú này thôi, chứ mình không phải là chuyên về làm cẩm thạch nha. Đó, thì hai cái cột này mình đã chét bột rồi hết đơn rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ xả ra cho nó liền mặt mà nó tròn cái cột, rồi xong mình mới tạo cái dân cẩm thạch lên. Thì mình lấy cái dân cẩm thạch này là cái tông màu của cái màu kem nha. Đó, màu kem trong này thì nó cẩm thạch rất là lợn cợn như thôi, chứ cũng không, mình không có chuyên nghiệp về làm cái này. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ clip này lại cho cô chú anh chị bạn xem. Thì hai cột này mình đã chắc bột rồi, nó khô, bây giờ mình sẽ tiến hành mình xả ra. Khi nào mình tạo dân bột dân màu xong tạo màu mà có dân xong thì mình sẽ quay tiếp tục cho cô chú anh chị bạn xem nha. Đó, thì mình cũng xả hai cái cột rồi nha cô chú anh chị các bạn. Điều này đang lăn sơn trên, thì hai cột này mình xả láng rồi. Thì bây giờ mình chuẩn bị mình chét cái giả cẩm thạch vô nha. Thì mình cũng mới học rồi, thì mình chắc cũng mong cô chú anh chị các bạn xem mà thông cảm, những anh em thợ nào mà có hay hơn thì góp ý kiến bình luận dưới cho mình để học hỏi thêm kinh nghiệm nha. Thì ngoài trời giờ ngoài đó nắng trong này thì nó hơi chá, mong cô chú anh chị bạn xem thông cảm nha.
Thì mình đã test rồi nha cô chú chị bạn. Đây. Được, gần đây mới được. Quá nắng không thấy được luôn. Nào. Cá nó không thấy đường cô chú chị bạn. Mình cũng mới học chét nên cũng chưa có thẩm mỹ cho mấy. Giờ này là mình xả nhám lại là mình vẫn bóng vô. Này nắng quá nắng không thấy dần nổi cô chú. Không thấy dần nổi. Quá nắng. Nắng quẩy luôn chứ. Rồi thì mình cũng tạm ngưng nha, rồi mình xả nhám xong rồi mình bắn bóng lên rồi quay lại cho cô chú chị bạn xem nha. Thì cái cột mình đã chét thì xả láng rồi nha coi nha. Thì mình giờ mình chuẩn bị mình sơn nha. Để xả cho nó thiệt láng rồi mình mới bắn bóng vô được nha cô chú anh chị và bạn. Thì ở đây mình sử dụng là sơn bóng 2K nha. Đây bóng 2K. Đó, đây là loại sơn tốt nhất nha, còn là số cái này nhà sản xuất luôn. Rồi thì mình một lát mình bắn bóng xong rồi mình sẽ quay lại cho cô chú chị bạn xem nha.
đã bắn bóng rồi nè cô chú anh chị bạn, đó còn bóng từ trên xuống dưới đó. Này mình mới sọc dài thôi nha, làm cũng như vậy là cũng được lắm rồi nè, dân đây là dân màu gỗ nha. Đây mình thấy cái tông cột này theo cái màu tường trong nè. Cá chiều quá không thấy rồi.